Đây là giống chó của anh ta chuẩn bị chuyên nghiệp quá ha. Ừ, sáng giờ chịu vật đi hả? Vậy chứ là chạy sáng giờ còn gì xe nữa này biết đâu. Đúng rồi, em xe rồi chưa á. Hello. From Malaysia, from Malaysia. Đây. Hello. Hello. Welcome to Malaysia. Welcome to Malaysia, nghe chưa Vũ? Nghe rồi. Và chào mừng bạn đến Malaysia. Quá dễ, Malaysia. Đội đua này ở đây sáng giờ luôn anh em. À, sáng lúc mấy giờ ta? Chưa đến giờ chúng chưa đến giờ. Từ trưa đến giờ luôn. Một bên nhìn quá chuyên nghiệp. Đang sạc pin. Con chó kia làm gì nè? Lũ điên á. Cổ bồ đâu bự lắm ha. Mới đầu mới nem mới chơi á. Giờ giờ thì còn gì xe nữa, hào lắm. Nhão đồ. Mà mới có cái dụng. Đêm tối coi xe nè, Exeter giật nè anh em, Exeter sức bảo bệnh nè. Chưa giờ luôn bạn.
mới trong nhà đi ra sân nè, ra coi còn ai giật không, ra còn mấy tay này giật nữa. Cái hút ngay đây nè, cái hút ngay chỗ kia kìa. Sao nó thầm ra trẻ dữ ta. Ừ, có cái hút ngay chỗ bánh núi thấy không? Đó, từ không chỗ cứ đứng tới cái bánh núi đó là 200m đó. Đạp số 3 tới 200m mà. Bữa nay chưa có đông, mai mới đông. Ngày mai mới đông. Ờ bữa nha. Má canh 2 ngày luôn. Mai mốt ở đâu anh em ơi? Mai có xe thái. Má cái dĩa sau này nhỏ xíu anh em, xe này cái dĩa chắc 20 22 quá. Đây cái dĩa sau này chắc 21 22 gì á. Để qua quay cái dĩa đó cho anh em coi cái dĩa này. Ai quay. Xe này chắc cái dĩa sau nó chạy dĩa 21 luôn. Chạy 3 số chạy 21 luôn, nhông dĩa chắc bằng nhau luôn. Dĩa này chắc 21 rồi gì? 21, 22 gì khỏi đó. Ambil ketemu Quy, em hỏi thứ cái dĩa sau bao nhiêu răng anh? Dạ. À, chùa. À, 22. 22. 18, 22 anh em. À, yếu. À, kìa... À, dĩa mạnh nhiêu? 25. 18, 25. Ồ, 25. Việt Nam team hả? Việt Nam team. Welcome. 18 25 xe này 18 22. Trời ơi. Mấy hàng diện quýnh 3 số. Rồi chạy 3 số đúng rồi anh em. Nhông 18 dễ 22 à. Cũng được. 22. Cái cùi dễ chế luôn anh em. Cũng được. Cái kè có cái cù dĩa kìa, dĩa nhỏ xíu mà dĩa chế à.
này là mấy cái nhông với dĩa gì. Nó xíu hả? Ờ, à, dĩa chạy xin xì á. Đây cái đùm này đùm chạy xin xì luôn. Về bạn, đậu hồi nãy tôi hỏi cái mấy khứa trong đây là xe này, cái đội đua này giật cách đây 2 ngày trước rồi đó. Cũng thiệt giật sáng giờ luôn. Rồi sư quan Kawakip. Đúng rồi em ơi, giật sáng giờ luôn. Đây xe Indo em ơi, chứ phải xe mã. Xe đó muốn chạy 4 số phải lên dĩa nữa chứ. Chứ dĩa cái đó đạp 4 cái đó ngủ luôn. Đang